Hello hello tất cả mọi người, lại là Sài Gòn Diva đây. Và ngày hôm nay chúng tôi đang gấp rút thực hiện những khâu còn lại trong quá trình decor trang trí, xây dựng lại hệ thống đội ngũ nhân viên, thức ăn và thức uống. Chúng tôi đảm bảo những ngày sắp tới Sài Gòn Diva sẽ mang trong mình một diện mạo hoàn toàn mới, với những món ăn mang ẩm thực đặc sắc của ba miền Bắc, Trung, Nam. Và chúng tôi sẽ đánh mạnh vào hai loại thức uống mà tất cả quý vị yêu thích nhất, đó chính là cà phê và tất cả các loại trà. Và không chỉ dừng lại ở đó, Sài Gòn Diva của chúng tôi còn dành riêng ra 3 khu vực phòng tiếp để phục vụ tất cả quý vị. Và 3 khu vực này rất hợp cho những thực khách nào chúng ta có thể trải nghiệm những không khí yên tĩnh, vui vẻ nhất và ấm cúng nhất bên bạn bè và người thân của mình. Và chúng tôi tin chắc một điều rằng sắp tới chúng tôi sẽ nâng cấp những loại rượu vang, loại rum và những loại thức uống cực kỳ sang trọng phù hợp với tất cả quý vị và thực khách của chúng tôi. Và mọi người đừng quên là mỗi tối tại Sài Gòn Diva của chúng tôi sẽ luôn luôn có những buổi giao lưu âm nhạc. Riêng ngày thứ 3 và ngày thứ 5 hàng tuần sẽ là hai đêm chúng ta tôn vinh lên hai giai thoại huyền thoại trong âm nhạc của Việt Nam. Đó chính là âm nhạc của cố nhạc sĩ Phú Quang và cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Và ngày hôm nay là ngày thứ 5 đúng không ạ? Đêm nhạc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sẽ chính thức bắt đầu vào lúc 8:30 tối nay. Hy vọng rằng tất cả quý vị chúng ta hãy cùng nhau dành thời gian quý báu của mình đến ủng hộ chúng tôi. Quý vị có thể lắng nghe những ca khúc mà mình yêu thích nhất, hoặc chính bản thân của tất cả quý vị sẽ là người thể hiện những ca khúc mà mình yêu thích. Sài Gòn Diva.